Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Rất vui vì được gặp lại anh em trong cái buổi tối ngày chủ nhật ngày hôm nay. Hôm nay thì tôi cũng vẫn khá là mệt, giọng tôi thì có thể là nó hơi khàn khàn một chút, họng thì khá là đau rát. Nhưng mà tôi vẫn sẽ cố gắng là ra clip được trong ngày hôm nay để phục vụ anh em nhá. Rất có thể là clip nó sẽ phát hành, nó sẽ bị muộn, nó sẽ vào cái giờ muộn một chút. Và lúc đấy thì sẽ có khá ít anh em còn thức để có thể xem. Nhưng không sao cả, tôi cứ phát hành ra vào buổi đêm đấy, ngày mai các anh em dậy các anh em xem lại thôi nhá, không vấn đề gì hết. Mặc dù là tôi biết là nếu mà tôi up vào cái giờ đấy ấy, là đề xuất nó sẽ rất là ít, bởi vì là YouTube mà nó có giờ của nó up phải đúng giờ của nó thì nó mới lên được anh em ạ. Chứ còn nó up cái giờ mà không ai xem thì chắc chắn thôi, ít người thì YouTube nó sẽ đề xuất ít thôi. Thường là nếu mà làm YouTube ấy, là chúng ta phải chọn cái giờ nó đẹp. Sorry anh em, nếu mà tôi có ho một chút thì tôi cũng rất là xin lỗi anh em nhé. Bởi vì là hôm nay là họng tôi phải nói thật với anh em là nó rất là đau và rát. Đấy thì làm YouTube ấy, thì nó có cái giờ của nó anh em ạ. Tức là nếu mà up lên ấy, là nó phải rơi vào tầm khoảng buổi sáng. Đấy, và buổi sáng thì là vào khoảng... ôi là có anh em biết này. Chào cái nhá, có anh em nhận ra tôi, chào cái. Idol nào thế? Idol nào ấy nhở? Làm gì có idol nào đâu, làm gì có idol nào ở đây đâu. Chỉ có một đầy tớ của anh em đang ở đây phục vụ anh em thôi. Người đầy tớ của anh em trong bộ môn Auto Chess Mobile. Một YouTuber. Thợ YouTube một người thợ YouTube. Ok. Ui giời ơi, tôi có làm gì đâu mà tôi cho anh em được lên TV. À đúng rồi, đấy, nhường được lên TV thôi nhá, nhường tôi thắng được lên TV thôi. Nhường top 1 được lên TV. Bao nhiêu lần bảo rồi, cứ nhường top 1 được lên TV có thế thôi, có gì đâu đơn giản. Ủa, mẹ ra bài vãi cứt luôn. Thật. Xem đồ à? Ừ, lấy được cả hai tia. Ra bài này chán thật đấy. Bài ra vào vẩn luôn. Mũi rào ra một kiểu. Thôi cứ mua tạm mà chưa biết chơi gì anh em ạ. Thôi mua tạm đẹp. Ở đây thì lấy được cái hai tia. Lấy luôn hai tia đây. Trận này tôi nhận thấy là có nhiều thứ để chơi. Chơi bằng cái hai tia này này. Ở trong truyền thuyết là chơi được nhiều con, chơi được bằng hai tia nên là rồi, rồi ok, cứ lấy thôi. À hay quá nhờ, anh em Zenly Đức PR hộ kênh Game Today được anh em, ui giời cảm ơn nhá. Đấy, anh em PR thế là mừng rồi. Thế là mọi người ở trong game mà biết là kênh tôi cứ thế vào search Game Today thôi, hoặc Tuấn Cơm cũng được. Lên trên YouTube search Tuấn Cơm là ra, cũng ra kênh luôn. Rất là vui anh em quảng cáo hộ. Bây giờ cũng chưa biết chơi gì, cứ từ từ anh em ạ, cứ bỏ bài vào đã. Ôi rồi ôi, nhìn cái bài vãi cứt thật sự luôn. 3 phe giờ à? 3 phe giờ 2 của like. Thế này chơi cái gì? Này không? Trông hơi đuổi nhở, trông hơi a đuổi. Cái YouTube này đấy là nó phải up vào đúng giờ anh em ạ. Vừa đấy tôi có chia sẻ anh em, nó phải up vào buổi sáng, nó phải vào 12 giờ trưa. Hay quá, gặp Eco. Được. À được, thế thì như này là chơi gì nhỉ? Hunter à? Buổi sáng ấy, nếu mà làm YouTube, nếu mà các anh em nào mà có làm YouTube thì tôi cũng chia sẻ anh em là sáng là phải up vào 12 giờ trưa. Nếu anh em tại Việt Nam nhá, là anh em thị trường Việt Nam là anh em phải up vào 12 giờ trưa và buổi sáng 11 rưỡi, 12 giờ. Đấy, và buổi tối thì anh em chơi thì anh em nếu mà anh em muốn là được đề xuất ấy, được lên đề xuất ấy thì anh em sẽ phải up vào lúc 8 giờ tối. Từ 7 rưỡi đến 8 giờ tối. 9 giờ là hết cỡ rồi, chứ còn đến tầm 10 giờ là anh em đã bắt đầu là bị mất đề xuất. Đấy. Nhưng mà thôi, tôi nói rồi mà. Tôi đầy tớ của anh em nên là tôi thì cứ ra được clip lúc nào thì ra thôi. Đấy, miễn sao là có ra clip cho anh em được là vui rồi. Còn tôi nói thật với anh em, một ngày không ra clip, anh em cứ nhìn comment là anh em biết. Ăn chửi ngay, anh em ạ.
trong số các anh em thì có bao nhiêu người là hiểu được cái nỗi khổ của tôi đâu. Người ta xem, người ta cứ nghĩ là làm YouTuber thì sướng. Nhưng mà tôi là thật với anh em là chả có sung sướng gì đâu. Tất cả nó chỉ vì là coi như là đồng tiền bắt gạo thôi. Cố gắng để làm để kiếm thêm thu nhập thôi anh em ạ. Chứ còn tầm này thì nói thật với anh em là đam mê gác lại. Không có thu nhập thì cũng nghỉ thôi. Đấy, nhưng mà rất là may, may quá là nó lại kiếm được thu nhập. Đấy, thì được, thì vẫn làm nhá anh em nhá, yên tâm. Anh em còn ủng hộ thì tôi còn làm thôi. Đấy, còn nếu mà anh em hết ủng hộ rồi, không còn ai ủng hộ nữa, thì đã đến lúc là tôi phải dừng lại. Đấy là nó là hợp lý anh em. Đấy, còn tôi phải nói thật với anh em là như thế này, tôi chia sẻ anh em là thực ra ấy, là cái kênh này nó chỉ là một trong những kênh YouTube của tôi thôi. Tôi thì tôi có, hiện tại là tôi có hai kênh. Đấy, thì hai kênh chủ đề của nó hoàn toàn khác nhau. Chính vì thế là cái kênh kia của tôi ấy, thì cái số lượng sub của tôi nó cũng rơi vào tầm khoảng 20.000 người. Nó tương đương với ở cái kênh này. Tuy nhiên là hai cái chủ đề nó hoàn toàn khác nhau. Đấy, nên là tôi cũng không có kêu gọi là cái kênh này sang cái kênh kia sub, hay là cái kênh kia sang cái kênh này sub thêm để tôi nâng cái số lượng sub lên 40.000 sub thì không nhá anh em nhá. Hai cái chủ đề nó hoàn toàn khác nhau. Đấy, hai cái đối tượng. Một đối tượng là chơi game và một đối tượng là nó liên quan đến cái lĩnh vực khác, cái lĩnh vực nó không dính dáng đến cái chơi game này cả. Chính vì thế là tôi cũng không có gọi là kêu gọi các anh em ở hai bên sang sub cho cái kênh nhau. Rồi đến đây thì sẽ có rất nhiều anh em tò mò xem là cái kênh kia của tôi nó là cái kênh gì và làm về cái lĩnh vực gì. Thì bây giờ tôi chưa tiết lộ được anh em nhá. Và sẽ cũng có những cái câu hỏi liên quan đến cái việc là tôi liệu rằng tôi sẽ có tiết lộ về cái kênh đấy không. Thì câu trả lời của tôi là có nhá anh em nhá. Tôi sẽ tiết lộ. Tuy nhiên là nó sẽ có cái mốc để tôi tiết lộ. Thì tôi định rằng là sẽ đặt mục tiêu nếu mà cái kênh này nó được 30.000 sub và kênh kia nó cũng được 30.000 sub ở trong năm nay ấy, năm 2022 này, thì tôi sẽ tiết lộ cho cả hai kênh luôn. Đấy. Cái kênh kia thì nói chung là cái chủ đề tôi có thể tiết lộ cho anh em là cái chủ đề ở kênh kia nó là về nghệ thuật nhá anh em nhá, nó về nghệ thuật chứ nó không phải về game. Thực ra thì cũng có các anh em thân quen là cũng biết tôi làm hai kênh từ lâu rồi. Chính vì thế là anh em cũng có cái sự thông cảm dành cho tôi nhiều hơn so với các anh em không biết. Thì hôm nay tôi cũng nói để cho anh em thông cảm với tôi là làm một cái YouTuber ấy, nó khá là vất vả, nó đau đầu lắm. Tôi cứ chia sẻ cho anh em cái công việc hàng ngày của một YouTuber là anh em sẽ thấy là nó mệt ngay. Đấy, nó không hề đơn giản nhá, nó không hề đơn giản. Trước tiên là chúng ta nói đến cái công việc đã. Cái công việc thì nói là công việc thì nó phải kiếm được tiền. Đấy, còn nếu mà làm chơi ấy thì không nói, làm về đam mê, làm về niềm vui. Đấy, chỉ gọi là thỏa mãn niềm vui thôi. Live stream cho vui, làm clip cho vui thôi. Thì cái kiểu như thế thì tôi không nói nhá. Bởi vì cái kiểu đấy thì nó đơn giản thôi, nó không phải là phục vụ anh em. Rất là đơn giản, chỉ việc là nếu mà live stream thì gì, bật máy lên, chơi điện tử thôi. Cũng chả cần phải quan tâm đến là chat hay comment là như nào, chỉ là đơn giản là chơi điện tử, quay lại xong rồi phát ra cho mọi người xem. Thế thôi. Nhá. Thì cái loại đấy thì không nói. Đấy, hoặc là làm YouTube theo kiểu là đam mê, chơi clip, chơi game xong rồi quay lại clip xong rồi up lên, không cần một cái nội dung gì, không cần phải nói gì cả. Đấy, chỉ việc chơi và up lên thì cái đấy tôi không nói nhá. Đơn giản lắm, làm như thế nó chỉ gọi là thỏa mãn đam mê thôi, sở thích cá nhân, phục vụ cho chính bản thân thì tôi không nói. Và làm như thế nhá thì nó không kiếm được tiền đâu anh em, nó không kiếm được tiền đâu. Kiếm được tiền nó không đơn giản là như thế. Bởi vì kiếm được tiền là nó phụ thuộc vào cái lượng xem quảng cáo. Đấy. Mà làm như thế thì đương nhiên rồi, người ta vào người ta xem ấy, không nói gì, không có nội dung, thì người ta thường người ta sẽ xem lướt, người ta tua đi. Người ta tua, người ta lướt đi rồi người ta sẽ coi như là nếu mà cái người up clip ấy hay người livestream mà đánh hay ấy, thường là người ta sẽ lướt đến cái đoạn mà đội hình xây dựng xong rồi. Đấy, người ta lướt đến cái đoạn đấy người ta xem đội hình. Thế là hết. Và thường thì như thế nhá, thứ nhất là cái gì, thời gian xem ít này. Đấy, không đủ để có thể kích hoạt được cái kiếm tiền ở trên YouTube. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì, là người ta xem cũng là vì là ít nên là người ta sẽ lướt qua hết những cái quảng cáo. Đấy. Và cái thứ ba là nó sẽ không đủ để có thể là đủ cái lượt sub. Bởi vì nội dung không hay, không thể có đủ cái lượt sub được. Rồi cũng không đủ cái giờ xem. Đấy, không đủ cái thời lượng xem thì nó sẽ dẫn tới là sẽ không được mở cái chế độ kiếm tiền ở trên YouTube đâu. Thế nên cái đấy nó gọi là làm cho vui thôi. Đấy, mà cái đấy nhá, nó mới chỉ là gì? Mới chỉ là gọi là điều kiện để anh em được làm YouTube và bật kiếm tiền.
Anh em hiểu không? Tức là đấy nó mới chỉ là cái điều kiện ban đầu thôi, để anh em bật được cái kiếm tiền thôi. Còn sau khi bật kiếm tiền này, nó mới là vãi đái. Vãi đái lắm anh em ạ. Đấy, để bật được kiếm tiền rồi nhỉ, nhưng mà lại kiếm được tiền thì nó mới là vãi đái. Rau này rau rau 11 này là đang có chuối anh em ạ. Có khi là up cấp luôn nhỉ, giữ chuối cái. Ok. Up cấp lên 7 giữ chuối luôn. Trông cái đội hình này chưa chắc đã giữ được chuối đâu. Cảm giác nó khá là yếu ở đây anh em ạ. Mặc dù là lên 7 đấy nhưng mà cũng chỉ kẹp vào được một Ego, 2 Ego Seed, 3 Ep, 2 Clive với cả một con 2 sao không liên quan. Không biết là có giữ chuỗi nổi không. Ây à, may quá, gặp cái thằng level 5 anh em ạ. May thế. Thế là tôi giữ chuỗi được rồi, may thế nhở. Hên đấy, hên đấy. Ok. Cũng may. Ơ, nhưng mà sao trông có giống như là thua không nhỉ? Ôi rồi ôi, lại thua rồi này. Đéo mẹ vơ vẩn vãi cứt. Thật là như thế luôn. Xả tiền up lên 7 thua thằng đang chơi ở level 5 ạ. Ôi rồi ôi. Đéo hiểu kiểu gì, cứ như là bị ma ám nhỉ. Như có ma nhỉ. Mấy trận gần đây toàn thế các em ạ, dã man. Lịch sử nó cứ lặp đi lặp lại thế thôi. Thật đấy, cái việc mà tôi xả tiền tôi up cấp hay là tôi xả tiền tôi roll ấy, roll xong một cái là y như rằng mất chuỗi. Nó cứ như là nó là một cái truyền thống mẹ rồi. Thật, truyền thống luôn anh em ạ, nó đã thành truyền thống rồi. Nó đã trở thành một cái truyền thống của kênh rồi. Nhưng mà thôi, bởi vì nó đã trở thành cái truyền thống rồi ấy, nên là tôi nghĩ là chúng ta có nói nữa thì nó không thể nào mà nói hết được đâu. Nên là thôi, đành phải sống chung thôi anh em ạ, chấp nhận thôi, chứ biết làm nào. Bởi vì thực ra thì nó cũng yếu mà, đội hình nó cũng đâu có mạnh lắm đâu. Vừa nãy là chẳng qua là cố tham cái chuỗi thì up lên thôi. Đấy, thế thôi thôi, thế được rồi anh em ạ. Tôi nghĩ là cái vấn đề này nó còn lan giải đến mãi về sau cơ. Tôi nghĩ là sẽ mãi mãi về sau luôn, không bao giờ hết được đâu. Thế nên là thôi, tốt nhất là chúng ta không cần quan tâm nhiều đến cái việc là xài tiền xong rồi toang nha anh em nhá. Kệ tôi nha anh em nhá, cứ kệ tôi. Anh em đừng quan tâm. Nhá, đừng quan tâm. Việc riêng của tôi đừng quan tâm nhá. Đấy. Anh em sao cứ quan tâm đến cái việc riêng của người khác thế nhở. Thế thôi nhá. Đấy, bây giờ tôi lại kể chuyện tiếp về cái việc mà tôi cái công việc làm YouTube của tôi cho anh em nghe. Được không? Ok không? Nhá. Đấy, nhưng mà nói đến đây thì sẽ có ông ấy comment, ông bảo là việc của mày, làm YouTube của mày là việc riêng của mày, đéo ai quan tâm. Rõ ràng là vừa nãy nói là đừng quan tâm đến việc riêng cơ mà. Thích kể, thích kể được không? Tôi thích kể, tôi thích kể đấy. Ở kênh của tôi thích kể gì là việc của tôi, ô ai. Đấy, thôi thôi được rồi. Lấy đang kể dở đến cái đoạn là YouTube được bật kiếm tiền. Đấy là một cái giai đoạn mà từ khi mà bắt đầu làm YouTube ấy đến khi được bật kiếm tiền ấy là một cái giai đoạn mà cực kỳ là gian nan đấy nhá. Tôi còn chưa kể đến cái việc đấy đâu. Còn để biết nó gian nan nào tôi cũng chia sẻ luôn cái giai đoạn đầu. Cái giai đoạn mà khi mà anh em up cái clip đầu tiên lên ấy và không có ai xem, phải rất lâu nhá. Phải rất lâu đấy, bằng những cái nghiệp vụ PR của anh em trên các cái diễn đàn để người ta ấn vào cái link của anh em, người ta xem cái lần đầu tiên của anh em. Nó cũng là một cái gì đấy mà nó rất khó rồi cho cái người đầu tiên xem cái clip. Đấy, và cái người đầu tiên, khi mà cái người đầu tiên ấy người ta ấn vào cái clip của anh em, tức là anh em được một view đầu tiên ấy, cái người đấy người ta xem clip của anh em, đấy là một thành công của anh em rồi, khi mà đã có người biết đến cái clip của anh em. Tuy nhiên đấy là mới chỉ là cái đầu tiên, đấy cái thành tựu đầu tiên của anh em thôi, đạt được thôi. Đấy, và khi người ta ấn vào ấy, người ta có xem tiếp không, hay người ta ấn vào người ta nghe anh em nói chuyện được khoảng 5 giây người ta té luôn thì nó lại là cái câu chuyện khác đấy. Và để mà người ta xem tiếp nhá, người ta xem tiếp và người ta xem ấy, người ta xem đến hết cái clip đấy, người ta ấn vào cái nút sub, nó lại là cả một cái quá trình nữa. Anh em thấy không? Không đơn giản. Tôi phải nói với anh em là có rất nhiều người làm về auto chat nhá. Chẳng qua là anh em không biết thôi. Đấy, có người ta làm auto chat trên YouTube, người ta làm cả năm rồi, người ta up clip lên nhưng mà không có bất cứ một cái view nào, bởi vì là YouTube nó không đề xuất, nó không có ai biết đến cái kênh đấy cả. Anh em thấy không? Khó chưa? Nghe đã thấy khó rồi, cái view đầu tiên nó đã cực khó rồi, cái sub đầu tiên rất khó. Đấy, và từ cái sub đầu tiên đến cái sub thứ 10, tức là 10 người sub đầu tiên của anh em,
là cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn mà nếu mà anh em qua được cái giai đoạn 10 người sắp đầu tiên ấy, là anh em đã qua được một cái giai đoạn cực kỳ khó khăn trong cái việc làm YouTube rồi. Nó sẽ rất chậm. Có những lúc là anh em sẽ phải mất 2-3 tháng, thậm chí là 1 năm anh em mới được 10 người sắp. 10 người đầu tiên rất quan trọng. Sau đó là đến cái mốc 100 người. 100 người nó lên nó rất chậm. Đấy, nó lên nó rất chậm nhá. Đấy, nhưng mà cái từ cái mốc mà từ 10 người lên 100 người sắp ý, subscriber cho cái kênh của anh em, 100 subscriber, thì nó vẫn còn là nhanh hơn so với cái việc là từ 1 người lên đến 10 người sắp. Đấy, nó nhanh hơn. Cái tốc độ nó sẽ nhanh hơn. 1 đến 10 nó rất chậm. Từ 10 đến 100 nó nhanh hơn. Và anh em khi mà anh em đạt được cái mốc 100 rồi ấy, thì từ 100 lên 1000 nó nhanh thôi. Nó sẽ nhanh thôi. Tuy nhiên là nó sẽ vẫn chậm nhá anh em nhá, nó sẽ vẫn chậm, nhưng mà nó sẽ nhanh hơn hai cái mốc đầu. Đấy, vì lúc đấy là YouTube đã biết đến kênh của anh em là một kênh có nội dung hay và người ta xem, người ta sub. Thì từ cái 100 sub ấy lên đến 1000 sub thì nó sẽ nhanh hơn. Và khi mà anh em đã đạt được đến cái mốc 1000 sub rồi thì chắc chắn là anh em sẽ được bật kiếm tiền, bởi vì kênh của anh em lúc đấy là anh em đã đạt được cái mốc của YouTube là 1000 người theo dõi anh em. Và đấy là cái điều kiện đầu tiên để được bật kiếm tiền thôi. Chứ còn cái điều kiện thứ hai ấy vẫn phải là người ta xem kênh anh em, người ta có xem video clip của anh em. Chứ còn 1000 người mà sắp ý, mà không xem thì nó không tính đâu nhá. Phải xem và anh em phải đạt được là 4000 giờ xem nữa cơ. Đó, chính vì thế là khi mà anh em đạt được cái mốc đấy thì YouTube nó biết được là anh em, cái kênh của anh em là một cái kênh hấp dẫn, có nội dung hay. Và cái khi đấy thì tức là anh em đạt được là 1000 người sắp đúng không? 1000 người đăng ký này và 4000 giờ xem, thì lúc đấy anh em mới đủ điều kiện đăng ký nhá, mới đủ điều kiện đăng ký thôi. Đăng ký để được kiếm tiền, chứ chưa được kiếm tiền đâu, chưa được bật kiếm tiền đâu. Đấy. Và khi anh em đủ điều kiện đăng ký để được bật kiếm tiền ấy thì tiếp theo nó sẽ là như nào? YouTube nó sẽ cho cái nhân viên của nó, người hẳn hoi nhá, là một người luôn ấy, đánh giá kênh của anh em, tức là vào xem kênh của anh em, xem là các cái nội dung anh em làm ở trên kênh, nội dung của anh em có phải là cái nội dung sạch không, có phải là re-up không. Đấy, nội dung có mang cái tính chất bạo lực hay mang tính chất là đồi trụy không. Đấy, nội dung người lớn thì nó sẽ có người hẳn hoi để đánh giá cái nội dung ở trên kênh của anh em. Đó. Thì khi mà người ta đánh giá kênh của anh em là một kênh làm nội dung sạch, là một cái kênh làm nội dung tốt, thì lúc đấy mới được bật kiếm tiền. Và cái quá trình xét duyệt ấy nó rất lâu nhá. Nó rất lâu. Quá trình xét duyệt đâu đấy là rơi vào tầm khoảng, cái đợt của tôi mà tôi làm kênh YouTube ấy, cái kênh đầu tiên của tôi là tôi mất 6 tháng. Là kênh này. Kênh này tôi mất 6 tháng. Mất 6 tháng. Còn kênh thứ hai của tôi thì tôi nhanh hơn. Tôi vì tôi có kinh nghiệm rồi nên tôi chỉ mất khoảng 2 tháng để chờ đợi thôi. Cái quá trình mà chờ đợi để được xét duyệt ấy nó rất lâu anh em ạ. Và nó sẽ rất lản trong cái giai đoạn đấy. Bởi vì anh em trong lúc đấy anh em vẫn phải làm kênh. Và anh em không biết là anh em liệu rằng có thể là đạt tiêu chuẩn để được bật kiếm tiền không. Lúc đấy là anh em sẽ không hề biết là anh em có thể là kiếm tiền ở trên kênh YouTube không. Đó. Chính cái khoảng thời gian đấy là cái khoảng thời gian mà cần cái sự đam mê nhiều hơn. Đấy, cần phải đam mê mới có thể là duy trì và làm được. Chính là cái khoảng thời gian mà anh em đạt đủ cái số lượng sub ấy, cũng như là cái số lượng giờ xem ấy. Đấy, cái lúc đấy là chưa hề biết là có thể kiếm tiền được hay không nhá anh em nhá. Còn phải đợi YouTube xét duyệt. Và cái quá trình chờ đợi rất lâu, khiến cho có rất nhiều người là ở cái giai đoạn đấy là từ bỏ và lản. Lản từ bỏ luôn. Trừ những cái người người ta có đam mê. Thì đúng cái giai đoạn đấy tôi lại đam mê cơ. Tức là tôi lúc đấy tôi không có làm vì tiền. Tôi làm lúc đấy là về căn bản là cũng là vì tiền. Nhưng mà đam mê thì nó cũng có. Chính vì thế là tôi vẫn chờ đợi. Tôi vẫn chờ đợi mà cái kênh này là tôi phải nói thật với anh em là tôi cũng phải phục tôi. Bởi vì tôi chờ đợi rất lâu. Kênh này là đúng 6 tháng nhá anh em nhá. Nhận được cái đồng tiền đầu tiên của YouTube là mất 6 tháng. 6 tháng luôn. Từ khi mà đủ điều kiện kiếm tiền ấy. Đủ điều kiện kiếm tiền là một này. Thứ hai là người ta xét duyệt cho mình, người ta ok này. Đấy là vẫn chưa xong. Vẫn chưa có tiền được vào túi đâu anh em. Mà cái lúc đấy là chúng ta sẽ được nhận một cái nó gọi là mã pin. Nó gửi đến nhà. Và cái mã đấy đợi cũng lâu cơ anh em ạ. Đấy, chính vì thế tôi mất 6 tháng. Cái mã đấy nó gửi đến nhà. Và cái khó nhất nó chính là cái mã đấy, cái mã pin đấy nó về đến cái nhà mình ấy. Để mình nhập cái mã pin mà mình được nhận ở trên YouTube. Nó gửi cái thư ấy, bằng tay ấy. Đấy, gửi về nhà và sau đấy nhập cái mã pin đấy vào trong YouTube của mình.
để kích hoạt thì cái đấy nó mất 6 tháng của tôi. Chờ đợi rất lâu. Và khi mà kích hoạt được rồi ấy, thì lúc đấy mới được nhận tiền. Lúc đấy mới được nhận tiền của YouTube anh em nhá. Rất lâu. Anh em thấy không? Cực kỳ lâu. Và cái lúc đấy nếu mà có một cái sự lản ở trong cái quá trình làm YouTube thì chắc chắn là nó sẽ không có cái kênh này. Tôi nghĩ lại mà tôi cũng thấy là tôi cũng khá là kiên nhẫn đấy. Bởi vì thực ra là tôi cũng có cái công việc của tôi mà. Nên lúc đấy là tôi cũng, cái lúc mà tôi làm cái kênh này là tôi cũng làm gọi là thu nhập thêm cho vui thôi. Chính vì thế là cái thời gian thì nó thoải mái, nó cũng đợi được. Chứ không phải là không kiếm tiền ở trên YouTube thì chết. Bởi vì mình cũng có nguồn thu nhập khác mà. Đấy. Rồi đến round 21 rồi. Xả tiền mạnh nữa anh em ạ. Rồi roll nào. Cung đen có lên không? Không, bỏ đi. Đủ bộ anh em ạ, đủ bộ đã. Đủ bộ quick đã anh em ơi. 4 quick 6 feather. Thừa một con, ok. Xả tiền cắt chuỗi anh em ạ. Đến cái giai đoạn là phải xả tiền cắt chuỗi. Ui, gặp thằng này có cắt được không? 6 hunter. Trông to ấy nhở. Không được rồi. Không được rồi, không được rồi, không được rồi. Được không, được không, được không, được không, được không, được không, được không. Lần đầu tiên chiến thắng. Ồ, được không, được không, được không. Được, hay quá. Grand Herald cướp được cái tên. Rồi, cái cơ hội đây rồi anh em ơi. Tưởng là sắp chết đến nơi rồi. Xả hết tiền rồi, lại đéo cắt được chuỗi nữa rồi. Thôi toang luôn trận này đấy anh em ạ. Đội hình thì đã leo khèo rồi. Máu tụt xuống còn có 50% đây này. Sợ thật sự. Cái thằng top 1 nhìn trông to thế nhở. Cháy kinh thế nhở. To á. To này không ăn được mất. Đội hình này bây giờ vẫn đang yếu lắm anh em ạ. Nhìn thế thôi nhưng mà toàn 1 sao với 2 sao lèo khèo thôi. Cái bộ này nó phải 3 sao cơ. Bộ Feather này nó phải 3 sao anh em ạ. 2 sao ở cái level này là vẫn không có cửa ăn được đâu. Chưa kể ở top 1 thì chơi mết. Chơi mết nó counter và Feather lắm. Khá là đáng sợ ấy chứ. Bây giờ mà muốn ổn là phải cắt được chuỗi luôn của top 1 nữa cơ. Khó. Hay bây giờ tôi xả tiền mạnh một lần nữa nhở. Nhưng mà đánh giá tương quan về đội hình này, nếu mà xả tiền nó phải lên được 3 sao thì liệu rằng cái con này có lên nổi 3 sao không. Live Blitz Live bây giờ lên 3 sao rất khó luôn đấy. Bây giờ phải roll được Live Blitz Live 3 sao thì mới cắt được chuỗi của top 1. Ui bây giờ đánh liều roll phát lên 3 sao luôn nhở. Không được anh em ơi, mới có 3 con. Còn tận 6 con nữa cơ. Khó. Round 23 chưa gặp 24. 24 mà chưa gặp 25, 26 xả tiền vậy. 26 xả tiền. Rồi. Ui ui, gặp thằng này đẩy kinh thế này. Tôi chết tôi rồi. Anh em ơi. Ui dồi ôi, bao nhiêu máu đây? 20 máu à. Ui dồi ôi, 17 máu. Còn 33 máu thôi. Không được rồi anh em ơi, không ổn rồi. Round 26 chắc tôi đi mất. Mẹ vớ phần top 8 ấy. Anh em ạ. Thôi 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 thôi, luôn luôn anh em ơi. Tôi có linh cảm round sau gặp thằng top 1 đấy. Vớ vẩn gặp nó đẩy cho một đống máu luôn. Hai con Doom. Mua không? Không không. Thôi thôi thôi, không. Kiếm một full lần đến 2 sao đã nào. 35 tiền, roll tiếp không nhỉ? Roll về 30 tiền đi. Đây rồi, full lần 2 sao. Lựa không? Roll tiếp không? Thế này thì ổn chưa nhờ? Roll đủ để đấm thằng top 1 thôi anh em ạ. Thế này tôi nghĩ là ổn rồi. Hy vọng gặp thằng top 1 rao này. Ui dồi ôi, anh em thấy linh cảm của tôi chưa? Anh em thấy linh cảm của tôi chưa? Ui dồi ôi. Ăn được không bạn ơi? Ờ, cắt chuỗi luôn. Hay quá. Tuyệt vời Tuấn ơi. Ổn luôn anh em ơi, vẫn sống. Sống rồi, sống rồi, sống rồi, sống rồi, sống rồi, sống rồi. À. Ok. Trứng à. Bán con gì đi đây? Bán con unicorn đi. Con Rubik từ từ đã, chưa bán anh em ạ. Rubik này nó có quan trọng đấy. Nó quan trọng là tôi giữ lại. Tí nữa xếp bài counter bằng Rubik.
Nói chung là chơi có Rubik này nó có những cái lợi thế nhất định trong cái trò chơi. Nói chung là dùng con nào ở trong ba cái con wizard này thì nó phụ thuộc vào rất nhiều thứ. Cả ba con đều có công dụng, đều có những cái khả năng riêng mà chúng ta tận dụng được trong trò chơi, không bỏ nha anh em nhé. Rubik này khả năng của nó đặc biệt lắm. Tất cả những cái tình huống highlight của con game này đều là từ cái con Rubik mà ra đây anh em. Tất cả là nhờ Rubik hết. Thành bại hay không là nhờ Rubik hết anh em nhá. Đấy, thế chính vì thế tôi bán Rubik đi. Thành hay bại thì tôi không biết. Rubik có quan trọng hay không thì tôi cũng không biết. Nhưng mà cái tính bất ngờ thì luôn có trên kênh tôi anh em nhá. Rồi ok. Đồ trận này hơi khèo. Cầm đánh phát. Rồi ok. Mấy cấm đánh. Rồi được rồi, bây giờ level 9 run Line Blade Line 3 sao thôi anh em ạ. Đội hình này nói chung là đúng sách giáo khoa ở tuần cơm á. Ai chưa gặp nhỉ? Cao 26 rồi. Tính được 3 người tiếp theo. Để xem mà ai chưa gặp nào. Thơm, Suriken, Bebe, gặp ai đây? Gặp Thơm. Ok. Thơm Eggersheet Quicker. Khỏe đấy. Khỏe đấy. Khỏe đấy bạn ơi. Khỏe đấy. Ồ. Hay quá. Rồi. Trận này có 7 mà. Sẽ có nhiều thằng nó sẽ chọn cái con đường là Eggersheet Quicker. Rồi, cây lên 3 phát. Thiếu con Unicorn. Ui, 7 này. Nhưng mà chưa up 10 được. Unicorn. Unicorn ra đi. À đây rồi, mày quá. Khan cũng được. Up được lên 3 sao. Ok. Rồi. Chứa quỷ thì bây giờ phải lên 10 mới up được cơ. Mới cho vào được, nhưng mà bây giờ không chơi chúa quỷ anh em ạ. Chúa quỷ bài này nó là phụ đó, diễn viên phụ đó. Bài này là phải chơi Live Blade Line. Ok. Chính vì thế là con co của tôi sẽ phải lên 3 sao. 2 tiền mà không lên được 3 sao thì toang anh em ạ. Suriken gặp lốt này. Rồi về là còn một thằng. Vừa lấy tính cái thằng nào ấy nhỉ? Tự nhiên quên. Thơm, Suriken với cả thằng nào ấy nhở? Tính rồi quên mất rồi. Quên bố nó mất ạ. Thằng nào ấy nhở? Tính rồi lại phải tính lại ạ. Phải hết được cướp. BB chưa gặp. Thằng BB sắp chết à? Chơi beat. Thế thì đơn giản rồi. Bộ này đâu sợ beat đâu. Bộ này tôi đâu sợ beat đâu. Được. Nói chung là beat sang đây thì đón thôi. Clear nhanh mà. Live Blade Line clear rất nhanh. Chưa kể là ở đây tôi còn có cả bộ Feather nữa. Bộ beat này nó đánh trượt thì nó sẽ không tăng được stack anh em ạ. Có Live Blade Line, có Feather thoải mái luôn. Ui vậy này, thằng này chơi co chó sói này. À, chó sói 3 sao à? Dồn đồ cho chó sói à? Có phải fan Tuấn Cơm không đây? Có phải fan Tuấn Cơm không? Được đấy. Ăn được chứ, Live Blade Line 6.000 đam, 7.000 đam rồi. Clear rất nhanh. Ui nhưng mà Live Blade Line đừng chết nhá. Thằng này nó cho cả bộ Insectoid vào. Đi rồi. Chơi co là con chó sói thì phải sống sót được sau round 30, lấy được cái món đồ của nó cơ thì mới ăn được cơ. Đầu trứng đấy. Hai con nữa thôi anh em ơi. Ôi dồi ôi, cuối cùng thì tôi đã sống sót để nhoi được lên cái vị trí top 2 anh em ạ. Vãi hết cả cướp, vừa lấy nói chung là cũng phải thở oxy rồi đấy. Tôi nghĩ là cái lúc lấy là tôi 33 máu, tôi tụt xuống là tôi cũng sắp top 8 đến nơi rồi. Thế mà rồi cuối cùng là đấy, bây giờ nó lại lên được top 2. Và trận này đẩy khủng khiếp thật sự. Tốc độ trận đấu khá nhanh.
Round 29 nó có hai người đi rồi cả. Nhanh thật. Đấy, thế có thằng nó chơi con co sói đấy, anh em cũng thấy rồi đấy. Phải sống sót được ra 30 mà cái tốc độ trận đấu đẩy nhanh như này thì khó. Hay quá, bắt được Water Spirit rồi. Đừng để nó lướt, đừng để nó lướt. Ui, nó vẫn lướt được, cay nhờ. Bắt được vẫn lướt được kìa. Ui, trong khi đấy con Light Blade Light tôi sắp chết được nơi rồi. Con này nó đuối quá, máu ít anh em ạ. Con Light Blade Light mặc dù là nó gây đam và to nhưng mà máu nó khá là ít. Ăn nổi không? Thực ra nếu mà còn con cây là ăn được nhá. Cây sống là ăn được. Không sợ, không sợ. Cây này đủ sức. Được không? Hút máu, đúng rồi. Hay quá. Cấm đánh, hay quá. Cây này trâu lắm. Rồi. Vẫn ăn được thằng God. Hay, ui giời, tôi có chuối này. Được không? Được đấy. Ui, 2 con 7 rồi này. Nhưng mà chưa được nhá anh em nhá. Chưa up cấp. Roll Light Blade Light 3 sao đã. Bây giờ up lên 10 là không roll được 3 sao đâu. Lúc đấy thì toang. Kể cả là còn 33 máu này tôi nghĩ là vẫn còn phải 2 round đến 3 round nữa mới chết được cơ. Anh em ạ. Tôi nghĩ là phải lọt 2 3 round nữa mới chết được. Mỗi round lọt 10 máu thì 3 round nữa mới chết được. Yên tâm. Ui, nhưng mà thằng top 1 rớt 2 rồi kìa. Vãi đái. Ui ôi, top 1 9 mét à? Không phải, 6 mét thôi, nhưng mà nếu mà nó lên được 11 nó 9 mét đấy. Còn rớt 2. Ui, thật khó rồi. Trông bài to thế. 9 mét mà kẹp với cả God thì kinh khủng lắm đấy nhá. 9 mét kẹp với cả God thì kìa. Càng đấy. Co chính là con rớt thì nó giật cho một phát bay mẹ hết luôn đấy chứ. Sợ thật sự. Ui, round này đéo có đồ rồi anh em ơi. Chết rồi, không có ba tia. Cay nhờ. Không có ba tia mới cay như này. Rồi. Thôi roll con Light Blade Light 3 sao nào. Thế thôi anh em, từ từ đã. Cái tầm này bây giờ là phải có tiền để lên 10 anh em ạ. Phải giữ 50 tiền thôi, roll ở 50 tiền thôi. Ra con Light Blade Light 3 sao cái là up 10 luôn, vứt 7 vào luôn. Chứ còn không xuống được sâu đâu, xuống sâu không lên được 10 là chết nha anh em nhá. Xuống vừa vừa thôi. Gặp beat này. Gặp beat con cũng không. Hay quá, mẹ combo rất đẹp lên vị trí của Grim và con thỏ. Rồi. Hay quá, vẫn giữ được máu anh em ơi. Tốt. Ngoài ra chúng ta cũng đang có cái lượng tiền để roll ở đây. Còn một con nữa thôi. Rồi, còn một con Light Blade Light thôi anh em ạ. Roll nốt nào. Light Blade Light. Ui, full lần tiếp này. Thế này roll nữa không nhở? Thiếu một slot. Thôi từ từ đấy anh em ạ. Bán con thỏ đi. Thôi con thỏ không cần lên 3 sao đâu. Ưu tiên cho Fallen với ưu tiên cho Taboo Witcher. Rồi thế thôi. Ui, gặp thằng top 1 này. Mẹ ơi, con gấu kia nó lướt một phát chết mẹ hết rồi. Và ai cướp từ round này mất nhiều máu thế. Ôi rồi ôi, 22 máu. Phải đái, chết tôi rồi. Thôi rồi, nhanh cái tay lên tôi. Light Blade Light ra đi. Light Blade Light, Light Blade Light. Đây rồi. Nhưng mà vẫn chưa ổn đâu anh em ơi. Vấn đề là lên 10. Quả này vẫn chưa lên được 10. Bởi vì tôi đã roll để tôi lấy cái con Light Blade Light 3 sao. Bây giờ hết tiền rồi, không lên được 10, chết rồi. Mà cái bộ này lên 10 chắc gì đã ăn đâu. Chơi phe giờ này thì lên 10 thì cũng chắc gì đã ăn. Cái thằng top 3 bây giờ Egosit cũng up được lên 10 rồi, có 7 rồi kìa. Mẹ ơi. Cái gì cơ? Ui rồi, thằng kia là con chào tôi luôn. GG nha bạn Tuấn kìa. Đi không nhở?
sống sót được round này không? Sống được, tôi nghĩ là tôi vẫn sống được. Khả năng thua. Trận này khó anh em ạ. Bị counter đội hình rồi. Trận này khó đấy. Đối thủ tự tin nó chào tôi luôn. Anh em biết thế nào rồi. Cuối cùng thì cũng đủ tiền lên 10 rồi anh em ạ. Để kẹp được cái con này vào nhưng mà không yên tâm tí nào luôn. Mẹ ơi, cái round trước ấy nó đẩy tôi 22 máu. Mà cái round này tôi chỉ còn có 17 máu thôi anh em ạ. Ôi mẹ ơi, bây giờ còn có 17 máu sống được cái round này không? Mẹ, cái con rốt nó giật một phát nó bay cả đội hình rồi, mà chưa kể con gấu mết nữa, nó lướt kinh khủng luôn. Sống được không đây? Trời ơi. Cho tôi cơ hội sống cái round này để tôi qua cái round 35 tôi có cái cơ hội tôi lật kèo mới được. Tầm này chết mất. Nhớ nhá, 16 máu thôi, 16 máu thôi, 16 máu thôi. Ui mẹ ơi, trông kìa, đội hình của tôi bay mẹ hết rồi. Ôi dồi, con live blade line của tôi chết mất rồi. Ôi dồi ôi. Ơ à? Vẫn còn một máu. Ôi dồi, đúng 16 máu anh em ơi. Cơ hội đây rồi. Mẹ vãi cứt. Đúng 16 máu luôn anh em ạ. Trời cho cơ hội này rồi. Nhưng mà đấy là nó chỉ là gọi là cơ hội sống sót thôi, chứ còn ăn như nào thì bây giờ tôi vẫn chưa biết. Thua thật rồi. Chỉ còn một máu thì round sau lọt một con là thua anh em ạ. Có thật là thua không? Thực ra kết quả của trận đấu này chưa bao giờ là kết thúc đối với tôi. Từ đầu tôi đã xác định đối thủ của tôi ở trận chung kết chính là TLT Duy. Và đối thủ chơi 9m. Ngay từ đầu tôi đã chuẩn bị một slot cho Vĩnh Hằng. Chính là một cái item có khả năng kháng lại tất cả những cái sát thương phát. Điều đó không những giúp tôi sống sót được trong round tiếp theo, mà nó còn giúp tôi tăng 50% chiến thắng trong trận đấu này. Tuy nhiên tôi phải nói là tôi rất tiếc cho đối thủ vì đã gáy quá sớm. Bởi vì tôi có một cái sự chuẩn bị thứ hai. Trong round trước tôi đã mua sẵn con Aquaman là một con thuộc tộc Marine. Nó kết hợp với con Siren ở trong round này tạo thành cái bộ Marine tăng 50% kháng phép toàn bộ đội hình của tôi. Tất cả những điều trên gộp lại cho chúng ta một kết quả duy nhất. Và câu trả lời cuối cùng của tôi đó chính là chiến thắng. Ôi tôi xong. Bạn chào tớ hơi bị sớm đấy. Chúa quỷ đã lên được 2 sao. Đây chắc là cái câu trả lời cuối cùng khẳng định kết quả của trận đấu cho đối thủ rồi. Bây giờ đối thủ làm cách nào đây? Ôi dồi ôi, tôi bảo rồi, làm gì nhanh thế được. Chơi với tôi thì cứ từ từ, đừng bao giờ chào sớm. Khổ, bài học của rất nhiều người đã gặp tôi ở trên kênh này rồi. À đúng rồi, đối thủ bảo là không xem kênh YouTube nào cả mà. Đồ game có nói thế mà, đúng thật. Chính vì không xem kênh YouTube nên là mới thế đấy. Ok, đấy kết quả việc không xem YouTube này. Biết tác hại chưa? Biết tác hại chưa? Ờ, làm gì làm đi, làm gì làm đi. Ôi dồi anh em ơi, một máu lật kèo 80 máu kìa. Tôi tự hỏi là bạn có buồn không? Bạn có buồn không? Còn tôi chắc chắn là vui rồi. Rồi bây giờ tôi kẹp 4 Marine vào thì ăn cái cửa ăn như nào đây? Rớt 2, khan 3. Quỳnh ấy, rớt 2 khan 3 9m. 9m ở level 11. Ui giời, kinh đấy, kinh đấy, cũng kinh. Cũng kinh. À, 9m kẹp gót. Ghê, ghê đấy. Nhưng mà làm thế nào để thắng? Ừ, cứ cho là ghê đi, nhưng mà làm thế nào để thắng? Làm thế nào để thắng nào? Bây giờ làm thế nào để thắng? Cái điều đó phụ thuộc vào bạn. Không phải tôi nhá. Cái điều đó là phụ thuộc vào đối thủ, không phải tôi. Còn một khi mà nhạc đã vang lên thì là trò chơi kết thúc rồi đấy. Đấy, bây giờ đánh chờ chết thôi anh em ơi. Đánh chờ chết thôi. Ăn đi, ăn như nào. Kể cả là mỗi round lọt một con thì cũng dần dần là chết thôi. Ui giờ tôi chỉ cần một mình cái con live blade line sống sót thôi mà. Đấy, chúng ta cứ kéo dài ở chục round nữa chúng ta chiến thắng. Làm gì mà thua được nữa anh em.
Không phải thua nữa, bây giờ có cửa nào? Không có cửa, anh em ạ, à, không có cửa. Đội hình bên đó là mắc binh rồi, mắc binh rồi, bây giờ làm nào đây? 9m kết hợp với God rồi. Đấy, rớt 2 rồi, khan 3 rồi. Đấy, Queen of Pain nữa 2 sao khống chế ở đây rồi, thế là hết rồi. Chả còn cái gì để mà có thể là gia tăng được sức mạnh nữa rồi. Thì nó cũng chỉ thế thôi, đẩy qua đẩy lại, ok, ờ, nào, mình sang đây, ờ. Ui giời ơi, bây giờ chỉ xếp đội hình thôi đúng không? Xếp đội hình để ăn được đúng không? Ui nhưng mà ăn cái kiểu gì? Ăn cái kiểu gì? Ui rồi, ui rồi, ui rồi, ui rồi, ăn được, nghĩ sao ăn được, ăn được. Ui giời ơi, lọt còn nhiều như này này anh em này. Wow, 15 màu trong đầu rồi. Sự trả thù này nó cũng ngọt ngào phết đấy chứ. Vừa lấy bạn đẩy tớ là 20 máu đúng không? 22 máu, à 22 máu. Thì bây giờ tôi đẩy lại 15 máu, hợp lý. Sự trả thù ngọt ngào. Thực ra thì đẩy 22 máu hay 18 máu nó không quan trọng. Quan trọng là ai giành chiến thắng thôi anh em ạ. Ai là cái người giành chiến thắng thôi. Một máu lật kèo là có thật anh em ạ. Qua cẳng. Chỉ đúng một round thôi, sau round 35 câu chuyện nó đã thay đổi 180 độ. Số tôi là cái một cái người mà chắc chắn là lúc đấy là sắp thua, sắp chết. Đấy. Với nhiều anh em thì đấy là lên quýt đi. Đấy, đối thủ đã chào tôi rồi mà. Đối thủ lúc đấy đã chào tôi như một vài anh em nghĩ rồi. Là thôi thì quýt đi cho nhanh, thua rồi. Một round mà bị đối thủ đẩy cho 22 máu thì còn nghĩ gì nữa mà không quýt đi cho nhanh. Đấy, thế nhưng mà không anh em ạ. Đấy là với người khác anh em. Với tôi thì từ từ chưa. Còn thở là còn gỡ anh em nhá. Tôi chỉ khi nào mà máu tôi về không thì tôi mới tính là thua thôi. Còn tôi còn một máu tôi vẫn có cơ hội chiến thắng. Đấy. Rồi. Round 41. Liệu rằng đây đã phải là round cuối cùng chưa? Ok. Round này đối thủ thoi thóp thì thêm được một round nữa là cùng anh em ạ. Nào. Let's go. Cũng chỉ là chuyển đổi đội hình nhảy sang hai bên thôi mà. Có gì khác biệt không? Có gì khác biệt không bạn ơi? 13 máu. 13 máu. À. 13 máu này. 13 máu này. Rồi ôi, ui còn một máu à? À thì có cơ hội đấy. Bạn ơi, còn một máu, có cơ hội kìa bạn ơi. Còn một máu y như tôi vừa lấy. Đấy, đối thủ, bây giờ đối thủ bắt đầu nhạc Colan nổi lên này. Nhạc Colan nổi lên rồi suy luận này để lật kèo này. Nói gì đi bạn ơi? Nói gì đi mà? Ừ, sao vừa lấy nó nhiều thế mà bây giờ im lặng vậy? Tôi rất ghét cái sự im lặng này. À, bắt đầu đổi cái gì đấy? Đổi rồng giết cái gì đấy? Chưa biết. Đấy, chắc là cái màn suy luận Colan nhạc kết thúc ở đấy. Kết thúc cái nhạc suy luận ở bên kia rồi. Đấy, không biết là sao lại đổi như này thì nó như nào đây. Nào, để xem nào. Và kết quả cuối cùng của bạn nó là như nào? Ờ, đúng rồi. Và cái kết quả cuối cùng của bạn nó chính là bạn thua. Ôi trời ơi. Thôi nha, rút kinh nghiệm nha. Lần sau thì đừng có gáy sớm. Khổ. Chưa biết là đối thủ như nào đâu. Đấy, còn thở là con gỡ. Và sau cái trận đấu này thì đối thủ đã có một cái bài học từ tôi. Đấy là đừng coi thường người khác. Thế nhá. Quả là một trận đấu rất hay phải không anh em? Hy vọng cái con game này sẽ được rất nhiều người like. Để tôi có thể phá vỡ kỷ lục của tôi. Trong cái clip siêu phẩm mà tôi ra từ tuần trước tôi được 600 like. Anh em thấy hay hãy like cho tôi nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và nếu có thể anh em hãy chia sẻ cái clip này cho người bạn thân của anh em cũng chơi trò này. Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem các cái clip khác của tôi. Nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái để xem tôi chơi cái bộ siêu đẻ, siêu phẩm của tôi vào tuần này. Đẩy đối thủ một round mất tận 34 máu phá kỷ lục của tôi. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi chơi cái bộ line up mà chính đối thủ ở trong cái trận đấu này của tôi chơi với 11 con và chơi God kết hợp với 9m. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye!